Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 74, phần luyện tập. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta đặt tính thử tính. Phép tính thứ nhất là 1820 chia cho 35 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta để ý số chia là 35 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn là số bị chia hai chữ số. Và lúc này chúng ta có số 18. Chúng ta lấy 18 chia cho 35, nhưng do 18 nhỏ hơn 35 không chia được. Vì vậy chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa. Thì lúc này chúng ta có số 182. Chúng ta lấy 182 chia cho 35 như sau. 182 bao gồm 18 chục và hai đơn vị, cho nên chúng ta chọn hàng chục của số 182 là 18, chia cho hàng chục của số 35 là 3, thì 18 chia cho 3, chúng ta được kết quả lớn nhất là 6. Bây giờ chúng ta lấy 6 nhân ngược lên với số chia là 35, thì chúng ta có 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhân 3. 6 nhân 3 bằng 18, nhân 3 là 18 cộng 3 bằng 21, viết 21. Chúng ta nhận thấy 210 lớn hơn 182 không được. Vì vậy chúng ta cần phải hạ 6 xuống 1 đơn vị là 5. Và bây giờ chúng ta lấy số 5 này nhân ngược lên với số chia là 35, thì chúng ta có 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhân 2. 5 x 3 bằng 15, nhân 2 nữa là 15 cộng 2 bằng 17, viết 17. Bây giờ chúng ta lấy 182 trừ đi 175. Chúng ta được kết quả bằng 7. Tiếp theo, chúng ta hạ chữ số 0 của số bị chia xuống. Và lúc này chúng ta có số 70. Chúng ta lấy 70 chia cho 35, chúng ta chia như sau. 70 thì bao gồm 7 chục và 0 đơn vị, cho nên chúng ta chọn hàng chục của số 70 là 7, chia cho hàng chục của số 35 là 3. Thì 7 chia cho 3, chúng ta được kết quả lớn nhất là 2. Không thể lấy bằng 3, bởi vì 3 nhân 3 là 9, 9 lớn hơn 7 không được. Bây giờ chúng ta lấy số 2 này nhân ngược lên với số chia là 35, thì chúng ta có 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhân 1. Hai nhân ba là 6, nhân 1 là 6 cộng 1 bằng 7. Và bây giờ việc còn lại của chúng ta là lấy 70 trừ đi 70. 70 trừ đi 70, chúng ta được kết quả là 0. Như vậy 0 chính là số dư của phép chia. Phép chia có số dư bằng 0, vì vậy phép chia này là phép chia hết. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép chia thứ hai là 3388 chia cho 49. Thì chúng ta cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Thì ở đây chúng ta thấy số chia là 49 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn là số bị chia hai chữ số. Lúc này chúng ta có số 33. 33 nhỏ hơn 49, cho nên 33 không thể chia được cho 49. Chúng ta chọn thêm một chữ số nữa. Và lúc này chúng ta có số 338. Thì 338 bao gồm 33 chục và 8 đơn vị. Chúng ta lấy hàng chục của số 338 là 33, chia cho hàng chục của số 49 là 4. Thì 33 chia cho 4, chúng ta được kết quả lớn nhất là 8. Bởi vì 8 x 4 bằng 32, 32 nhỏ hơn 33. Và lúc này chúng ta lấy số 8 này nhân ngược lên với số chia 49, chúng ta có 8 x 9 bằng 72, viết 2 như 7. 8 x 4 bằng 32, nhớ 7 nữa là 32 cộng 7 bằng 39.
Thì bây giờ chúng ta có số 392 lớn hơn 338. Như vậy chúng ta lấy 8 là không hợp lý. Do đó chúng ta sẽ hạ 8 xuống 1 đơn vị là 7. Và lúc này chúng ta sẽ lấy 7 nhân ngược lên với số chia là 49. Chúng ta có 7 nhân 9 bằng 63. Viết 3 nhân 6. 7 nhân 4 bằng 28. 28 nhân 6 là 28 cộng 6 bằng 30, 34. Thì 343 lớn hơn 338. Do đó kết quả bằng 7 vẫn là không hợp lý. Vì vậy chúng ta hạ tiếp 7 xuống một đơn vị là 6. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 6 nhân ngược lên với số chia 49. Chúng ta có 6 nhân 9 bằng 54. Viết 4 nhân 5. 6 nhân 4 bằng 24. 24 nhân 5 nữa là 29. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 338 trừ đi 294. Ba trăm ba mươi tám trừ đi 294 bằng 44. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, và cụ thể là chúng ta hạ chữ số 8 xuống. Thì lúc này chúng ta có số 448 thì số 448 bao gồm 44 chục, 44 chục và 8 đơn vị. Và chúng ta lấy hàng chục của số 448 là 44 chia cho hàng chục của số 449 là 4. Thì 44 chia cho 4 chúng ta được kết quả lớn nhất là 9. Sau đó chúng ta lấy số 9 này nhân ngược lên với số 49 thì chúng ta có 9 nhân 9 bằng 81. Viết 1 nhân 8. 9 nhân 4 bằng 36. 36 nhân 8 mới là 36 cộng 8 bằng 44. Chúng ta viết 44. Bây giờ chúng ta lấy 448 trừ đi 441. Chúng ta được kết quả bằng 7. Thì 7 lúc này nhỏ hơn số chia là 49. Và 7 chính là số dư của phép chia. Như vậy 3388 chia cho 49 bằng 69 và dư 7. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 3960 chia cho 52 bằng bao nhiêu. Thì chúng ta cũng thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta nhận thấy ở đây số chia là 52 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn ở số bị chia hai chữ số, và lúc này chúng ta có số 39. Thì 39 nhỏ hơn 52 không chia được cho 52, cho nên chúng ta chọn thêm một chữ số nữa, và lúc này chúng ta có số 396. Thì số 396 bao gồm 39 chục và 6 đơn vị. Chúng ta chọn hàng chục của số 396 là 39 chia cho hàng chục của số 52 là 5. Thì 39 chia cho 5 chúng ta được kết quả là 7. Chúng ta được kết quả lớn nhất là 7. Sau đó chúng ta lấy 7 nhân ngược lên với số chia 52. Chúng ta có 7 nhân 2 bằng 14. Viết 4 nhân 1. 7 nhân 5 bằng 35. Nhân 1 là 36. Viết 36. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 396 trừ đi 364. Thì chúng ta sẽ được kết quả là 32. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số 0 của số bị chia xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ có là số 320. 320 chia cho 52 chúng ta chia như sau. 320 bao gồm 32 chục và 0 đơn vị.
Chúng ta lấy hàng chục của số 320 là 32, chia cho hàng chục của số 52 là 5. Thì 32 chia cho 5 chúng ta được kết quả lớn nhất là 6. Không thể lấy là 7, bởi vì 7 nhân 5 bằng 35, 35 lớn hơn 32. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy số 6 này nhân ngược lên với số chia 52. Chúng ta có 6 nhân 2 bằng 12. Viết 2 nhân 1. 6 nhân 5 bằng 30. Nhân 1 là 30 cộng 1 bằng 31. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy 320 trừ đi 312 và chúng ta được kết quả là 8. Thì 8 nhỏ hơn số chia 52 và 8 chính là số dư của phép chia. Như vậy, 3960 chia cho 52, chúng ta được kết quả là 76 và dư 8. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Chúng ta thực hiện phép tính thứ nhất là 8228 chia cho 44. Thì chúng ta cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta nhận thấy ở đây số chia là số 44 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn là số bị chia hai chữ số. Lúc này chúng ta có số 82. Thì 82 chia cho 44 chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy hàng chục của số 82 là 8, chia cho hàng chục của số 44 là 4, thì 8 chia cho 4 chúng ta được kết quả lớn nhất là 2. Sau đó chúng ta lấy 2 nhân ngược lên với số 44, chúng ta được kết quả là 88. Thì số 88 lớn hơn số 82, cho nên kết quả chúng ta chọn bằng 2 là không hợp lý. Vì vậy chúng ta sẽ hạ 2 này xuống 1 đơn vị. Và lúc này chúng ta có 1. Sau đó chúng ta lấy 1 nhân ngược lên với số 44, thì chúng ta sẽ được kết quả là 44. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 82 trừ đi 44. 82 trừ 44 chúng ta được kết quả là 38. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 2 xuống. Thì bây giờ chúng ta có số 382 chia cho 44. 382 bao gồm 38 chục và 2 đơn vị. Thì chúng ta lấy hàng chục của số 382 là 38, chia cho hàng chục của số 44 là 4. Thì 38 chia cho 4 chúng ta được kết quả lớn nhất là 9. Bởi vì 9 x 4 bằng 36, 36 nhỏ hơn 38. Bây giờ chúng ta lấy số 9 này nhân ngược lên với số chia 44, chúng ta được kết quả là 9 x 4 bằng 36. Viết 6 như 3. 9 x 4 tiếp thì 9 x 4 bằng 36, nhớ 3 nữa là 36 cộng 3 bằng 39. Như vậy lúc này chúng ta có số 396 lớn hơn 382. Do đó chúng ta chọn số 9 là không hợp lý. Vì vậy chúng ta cần phải hạ 9 xuống 1 đơn vị là 8. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy số 8 này nhân ngược lên với số chia 44. Thì 4 nhân 8 x 4 bằng 32. Viết 2 nhớ 3. 8 x 4 tiếp bằng 32, nhớ 3 nữa là 32 cộng 3 bằng 35. Và bây giờ chúng ta có 382 trừ đi 352 và chúng ta được kết quả bằng 30. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 8 xuống.
Và bây giờ chúng ta có số 308 chia cho 44 thì 308 bao gồm 30 trục và 8 đơn vị. Chúng ta lấy hàng chục của số 308 là 30 chia cho hàng chục của số 44 là 4. Thì 30 chia cho 4 chúng ta được kết quả lớn nhất là 7. Không thể lấy là 8 bởi vì 8 nhân 4 bằng 32, 32 lớn hơn 30. Và bây giờ chúng ta lấy 7 nhân ngược lên với số 44. 7 nhân 4 bằng 28. Tiếp 8 nhân 2. Tiếp tục 7 nhân tiếp với 4 bằng 28, nhớ 2 nữa là 28 cộng 2 bằng 30, viết 30. Và bây giờ chúng ta lấy 308 trừ 308 thì chúng ta được kết quả bằng 0. Như vậy 8.228 chia cho 44 chúng ta được kết quả là 187. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 9.280 chia cho 57 thì chúng ta cũng thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ở đây chúng ta thấy số chia là 57 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn là số bị chia hai chữ số là 92. Thì chúng ta lấy hàng chục của số 92 là 9 chia cho hàng chục của số 57 là 5. Thì 9 chia cho 5 chúng ta được kết quả lớn nhất là 1. Không thể bằng 2 bởi vì 2 nhân 5 bằng 10, 10 lớn hơn 9. Và bây giờ chúng ta lấy 1 nhân ngược lên với số 57 thì 1 nhân 7 bằng 7, viết 7. Một nhân năm bằng năm, viết năm. Tiếp tục chúng ta lấy 92 trừ đi 57 thì chúng ta sẽ được kết quả là 35. Tiếp theo chúng ta hạ chữ số 8 của số bị chia xuống cạnh chữ số 5. Và bây giờ chúng ta sẽ có số 358. Thì 358 chia cho 57 chúng ta chia như sau. Số 358 bao gồm 35 chục và 8 đơn vị. Chúng ta lấy hàng chục của số 358 là 35 chia cho hàng chục của số 57 là 5. Thì 35 chia cho 5 chúng ta được kết quả lớn nhất là 7. Sau đó chúng ta lấy 7 nhân ngược lên với số 57. Chúng ta có 7 nhân 7 bằng 49, viết 9 nhân 4. Tiếp theo, 7 nhân 5 bằng 35. Nhớ 4 nữa là 35 cộng 4 bằng 39, viết 39. Thì bây giờ chúng ta có số 399 lớn hơn số 358, không được. Vì vậy chúng ta cần phải hạ 7 xuống 1 đơn vị là 6. Bây giờ chúng ta lấy 6 nhân ngược lên với số 57. Chúng ta có 6 nhân 7 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 6 nhân 5 bằng 30, nhớ 4 nữa là 30 cộng 4 bằng 34. Bây giờ chúng ta lấy 358 trừ đi 342 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 16. Tiếp theo chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống là hạ 0 xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ có số là 160. Thì chúng ta lấy 160 chia cho 57 thì chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy hàng chục của số 160 là 16 chia cho hàng chục của số 57 là 5. Thì 16 chia cho 5 chúng ta được kết quả lớn nhất là 3. Sau đó lấy 3 nhân ngược lên với số 57. Thì 3 nhân 7 bằng 21. Viết 1 chữ 2. 3 nhân 5 bằng 15. Nhớ 2
là 15 cộng 2 bằng 17, viết 17. Thì 171 lớn hơn 160. Không được, vì vậy số 3 là không hợp lý, cho nên chúng ta phải hạ 3 xuống một đơn vị là 2. Chúng ta lấy 2 nhân ngược lên với số 57 thì 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhân 1. 2 nhân 5 là 10, nhớ 1 nữa là 10 cộng 1 bằng 11. Bây giờ chúng ta lấy 160 trừ đi 114. Chúng ta sẽ được kết quả là 46. Thì lúc này 46 nhỏ hơn 57. Thì 46 chính là số dư của phép chia. Số dư của phép chia bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. 46 nhỏ hơn 5, 57. Như vậy 9.280 chia cho 57, chúng ta được kết quả là 162 và dư 46. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 8.165 chia cho 18. Thì chúng ta nhận thấy 18 là số chia có 2 chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn ở số bị chia 2 chữ số là 81. Thì chúng ta lấy 81 chia cho 18 như sau. 81 chúng ta lấy hàng chục của số 81 là 8, chia cho hàng chục của số 18 là 1. Thì 8 chia cho 1 chúng ta được kết quả lớn nhất là 8. Chúng ta lấy 8 nhân ngược lên với số 18. Chúng ta có 8 nhân 8 bằng 64. Viết 4 nhân 6. 8 nhân 1 là 8. Nhớ 6 nữa là 14. Thì chúng ta có số 144 lớn hơn 81. Vì vậy chúng ta chọn 8 là không hợp lý. Do đó chúng ta sẽ hạ 8 xuống một đơn vị là 7. Lúc này chúng ta lấy 7 nhân ngược lên với số 18. Chúng ta có 7 nhân 8 bằng 56. Viết 6 nhân 5. 7 nhân 1 là 7, nhân 5 nữa là 12. Thì lúc này 126 vẫn lớn hơn 81. Không được. Vì vậy chúng ta tiếp tục hạ 7 xuống một đơn vị là 6. Chúng ta lấy 6 nhân ngược lên với số 18 thì 6 nhân 8 bằng 48. Viết 8 nhân 4. 6 nhân 1 là 6, nhớ 4 nữa là 10. Thì 108 vẫn lớn hơn 81. Do đó chúng ta sẽ hạ 6 xuống một đơn vị là 5. Chúng ta có 5 nhân 8 bằng 40. Viết 0 nhân 4. 5 nhân 1 là 5, nhớ 4 là 9. Thì 90, chúng ta có 90 vẫn lớn hơn 81, do đó chúng ta sẽ hạ 5 xuống 1 đơn vị là 4. Và bây giờ chúng ta có 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 nhân 1 là 4, nhớ 3 nữa là 7. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 81 trừ đi 72, thì chúng ta sẽ được kết quả là 9. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số 6 của số bị chia xuống cạnh số 9, và lúc này chúng ta có số 96. 96 chia cho 18, chúng ta được kết quả lớn nhất là bao nhiêu? Thì bước trước thì chúng ta đã có 5 nhân với 18 là bằng 90. 5 nhân với 18 bằng 90. Mà ở đây chúng ta có 96, như vậy chúng ta sẽ lấy là 5. Sau đó chúng ta lấy 5 nhân ngược lên với số 18. Chúng ta sẽ được kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 90. Và lấy 96 trừ đi 90. Thì chúng ta được kết quả là 6. Tiếp theo chúng ta hạ chữ số cuối cùng của số bị chia xuống là hạ 5 xuống.
Và lúc này chúng ta có số 60 năm. Tiếp theo, chúng ta lấy 60 năm chia cho 18 thì chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Thì ở phép tính trước chúng ta đã có 5 nhân với 18 bằng 90. Vì vậy 65 chia cho 18 thì chúng ta không thể lấy 6 chia cho 1 bằng 6 được. Chúng ta không thể lấy số hàng chục của 60 năm chia cho hàng chục của số 18 là 1, tức là 6 chia cho 1 thì chúng ta được kết quả là 6 được. Bởi vì 5 nhân với 18 chúng ta đã được kết quả trên là 90 rồi. Vì vậy chúng ta sẽ hạ 5 xuống 1 đơn vị là 4. Chúng ta lấy 4 nhân với 18. Chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? 4 nhân 8 bằng 32. Viết 2 như 3. 4 nhân 1 là 4. Nhân 3 là 7. Thì 4 nhân với 18 chúng ta được kết quả là 72. 72 lớn hơn 65. Sau đó chúng ta phải hạ 4 xuống 1 đơn vị là 3. Và lúc này chúng ta lấy 3 nhân với 18 thì 3 nhân 8 bằng 24. Viết 4 nhớ 2. 3 nhân 1 là 3, nhớ 2 là 5. Và bây giờ chúng ta lấy 65 trừ đi 54 thì chúng ta sẽ được kết quả là 11. 11 nhỏ hơn 18. Do đó 11 chính là số dư của phép chia. Hay nói cách khác, 8.165 chia cho 18 bằng 453 và dư 11. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 2. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Chúng ta sẽ làm các bài tập tiếp theo của bài 74 ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online.